Thánh vịnh 23 là một thánh vịnh tín nhiệm. Ở đó, người cầu nguyện diễn tả lòng tin tưởng và sự tín thác của mình vào Thiên Chúa. Và trong lời cầu nguyện bằng thánh vịnh 23, người cầu nguyện, tác giả thánh vịnh thưa với Chúa: dù qua lũng âm u lạy Chúa, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Cây côn của Người, cây trượng của Người làm cho con vững tâm. Cây côn của Người, cây trượng của Người, trong bản văn Hebrew là cái sebet của Người và cái mishenet của Người. Đó là hai dụng cụ của người mục tử, của người chăn chiên. Với cái sebet là chiếc gậy, người chăn chiên sẽ dẫn đàn súc vật đi tìm đồng cỏ. Với mishenet mà chúng ta tạm dịch là cái trượng, người chăn chiên sẽ chiến đấu chống lại thú dữ, chống lại kẻ cướp để bảo vệ đàn chiên. Sebet và mishenet, cây côn và cây trượng trong tay người mục tử là để dẫn dắt và để bảo vệ đàn chiên. Vậy khi người cầu nguyện thưa với Đức Chúa: cây côn của Người, cây trượng của Người làm cho con vững tâm, thì có nghĩa trước hết là sự dẫn dắt và sự bảo vệ của Người làm cho con vững tâm. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Cây côn của Ngài, cây trượng của Ngài làm cho con vững tâm. Có một số học giả còn đi xa hơn khi cho rằng sebet và mishenet ở đây, cây côn và cây trượng ở đây, là biểu tượng của công lý và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và như thế, với sebet người ta nghĩ đến lòng thương xót, với mishenet người ta nghĩ đến công lý mà Thiên Chúa dùng để bảo vệ dân của Người. Đó cũng là một cách hiểu hấp dẫn và phần nào có thể chấp nhận được. Và nếu như thế, tức là lạy Chúa, dầu con lũng âm u, con không sợ gì nguy khốn, vì có Chúa luôn ở với con. Lòng thương xót của Người và công lý của Người, tức là hai phẩm tính thần linh mà Chúa dùng để săn sóc, để bảo vệ dân của Người. Những phẩm tính thần linh ấy của Người luôn ở với chúng con, luôn đi với chúng con, làm cho chúng con được vững tâm. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi lần đọc thánh vịnh này, chúng ta cảm nhận rất rõ đâu là yếu tố làm cho chúng ta được bình an dù chúng ta đi qua lũng âm u, những lũng âm u của cuộc đời, của bệnh tật, của bệnh hoạn tật nguyền, của thất bại, của thử thách và thậm chí là của cái chết nữa. Dầu qua lũng âm u, chúng ta không sợ nguy khốn, bởi vì Chúa vẫn ở với chúng ta. Và sự ở với đó của Chúa được diễn tả một cách cụ thể qua sự dẫn dắt, sự bảo vệ của Người, và thậm chí là hơn nữa, đi xa hơn nữa, là qua lòng thương xót và công lý của Người. Nguyện xin sự dẫn dắt và sự bảo vệ của Chúa, lòng thương xót và công lý của Chúa luôn ở với tất cả chúng ta, từng người và toàn thể cộng đồng, để dẫu qua bất cứ thung lũng nào âm u trong cuộc sống, chúng ta vẫn có thể được vững tâm, được cảm nhận Chúa yêu thương và ở với mình.